Rồi. Mà chúng ta sẽ học sang một số kiến thức mới hơn so với buổi hôm trước nhé. Chúng ta làm quen với cách điều khiển các con vật ở trên màn hình. Chúng ta có thể điều khiển là nhiều một con hoặc là nhiều con cùng một lúc. Chúng ta có thể bổ sung cho chúng những cái thông tin như là đây là gì, đây là các cái trang phục của con vật. Mỗi một nhân vật có thể có nhiều trang phục, chúng ta có thể bổ sung vào đây nhé. Đấy. Rồi là âm thanh nữa, chúng ta có thể là thu âm thanh, có thể bổ sung âm thanh vào cho con vật, cho từng nhân vật một để điều khiển nó. Thì đó là những gì chúng ta đã học từ các buổi hôm trước. Và chúng ta chú ý sân khấu của chúng ta là như thế này, nó làm cái hình chữ nhật đúng không, và nó có cái tọa độ của nó. Đây, nhân vật đây, tọa độ của nhân vật là gồm hai con số là x và y. Đây, x và y chỗ này nhé, đó, x và y đây. Thì tọa độ ở giữa màn hình là 0, 0, còn ở bên bên này là x thì nó xuống là -240, còn với ra phía này là x thì là 240. Như vậy là cái chiều ngang của sân khấu là 480, chia cho hai ra là ở bên phải là 240, ở bên trái là -240, còn chiều cao của sân khấu là 180 bước. Còn chú ý nhé, ở giữa là 0 này, ở phía trên này là y, là tọa độ y sẽ là bao nhiêu, y sẽ là 180, xuống dưới đây là y -180. Đó, thì đây chính là cái tọa độ của con vật đây nhé. Và đây các bạn thấy ở đây nó có tên con vật này, để tên nhé, thì tôi để đây là mèo nhé, là thành con mèo ngay đó. Đây là tên này, đây là vị trí của nó, x và y này, đây là hướng của con vật này, hướng này đó, hướng nhé, đó là hướng nhé. Còn đây là kích thước của con vật, mặc định của nó là 100%, chúng ta có thể sửa lại, tôi sửa lại là 70% chẳng hạn. Rồi thì quan trọng nhất như vậy là tên này, tên của nhân vật này, tọa độ này, hướng này, đúng không? Và đây là kích thước này. Thì đây nó gọi là những cái tính chất của nhân vật. Như vậy là mỗi nhân vật nó có tên là một này, có tọa độ là hai này, có kích thước là ba này, có hướng là bốn. Hướng là bốn. Ngoài ra chúng ta có thể cho con nhân vật này là ẩn hay là hiện trên màn hình. Đây, lệnh ẩn hiện là lệnh này nhé. Và cái lệnh vào cái chữ lúc này, và cái lệnh của nó là đây. Đây lệnh hiện này, lệnh ẩn này. Đấy. Bấm đây là ẩn này. Ẩn đi các mèo, ẩn đi nhé. Bên này là gì? Show là hiện. Như vậy nhân vật có thể là hiện hay ẩn trên màn hình. Đó. Mặc dù nó ẩn, chúng ta cũng có thể là điều khiển nó đi lại được, nhưng mà nó ẩn đi thôi. Và trong khi đi chúng ta có thể cho nó vẽ được, thì nó vẫn là vừa ẩn vừa đi vừa vẽ được. Đấy, các bạn chú ý nhé. Được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học thêm một cái bài mới là như thế này nhé. Là chúng ta sẽ cho nhân vật của chúng ta làm việc với cái gọi là cái khái niệm là biến nhớ, rất quan trọng. Biến nhớ là một cái công cụ để giúp chúng ta lập trình được chính xác hơn, hay hơn, phức tạp hơn. Chúng ta có những bài toán mà nó khó hơn, chúng ta có thể lập trình thông qua các gọi là biến nhớ. Đó, thì chúng ta vào cái chỗ này để thầy cho tiếng Việt cho các bạn xem nhé, tiếng Việt này, tiếng Việt nhé. Thì ở đây này, đây nó gọi là các biến số, chỗ này này chính là chính gọi là biến nhớ thì đúng hơn nhé, biến nhớ đó, biến nhớ nhá, biến nhớ. Thì đây này, ở đây chúng ta có thể tạo các cái biến nhớ ở chỗ này, bấm lên ta tạo cái biến nhớ. Thì biến nhớ để làm gì, chúng ta học ngay bây giờ. Biến nhớ là cái gì? Biến nhớ là những cái để thay thế cho những con số, cho những cái giá trị mà chúng ta muốn tính toán. Như là ta muốn cộng là 3 cộng 4 chẳng hạn. Thì chúng ta đặt là một cái biến nhớ là A, biến nhớ là B cho A cộng B. Thì cái đó là nó gọi là các cái biến nhớ. Thì biến nhớ là dùng rất nhiều trong lập trình. Các bạn là mới tinh thì chúng ta khó, nhưng mà những người lập trình thành thạo là họ phải dùng biến nhớ thì họ mới lập trình được. Chúng ta có thể tạo một biến nhớ, hai biến nhớ hoặc là nhiều biến nhớ, được chưa? Đấy, thì lát nữa thầy sẽ nói các bạn cái cách để chúng ta tạo ra các biến nhớ như thế nào và chúng ta dùng nó để làm gì. Thì bây giờ làm thử nhé. Thì muốn tạo biến nhớ chúng ta bấm vào đây, bấm vào là tạo biến nhớ vào đây. Đó, thì ra cái màn hình này, đây là màn hình chúng ta tạo biến nhớ cho dùng trong chương trình.
ta chúng ta tạo một lần thôi mà dùng suốt cả trong cái trình của chúng ta. Ví dụ nhé, thầy sẽ tạo ra hai biến nhớ có tên là A và B đi. Để làm gì? Để chúng ta sẽ làm phép là cộng cộng trừ các số liên quan đến hai con số A và B nhé. Thầy gõ chữ bấm gõ chữ A vào đây. Thì đến đây nó có hai cái lựa chọn. Một là biến nhớ này là cho tất cả nhân vật, người ta gọi là biến nhớ chung, dùng cho toàn bộ tất cả các nhân vật đều biết. Còn ở bên này là chỉ nhân vật này, tức là nó gọi là cái biến nhớ riêng cho từng nhân vật. Nhưng mà bây giờ chúng ta học là bên này đã nhé. Còn bên này chúng ta chờ vội. Cái bên này này, riêng cái này là hoàn toàn là nâng cao. Các bạn phải học quá trình nâng cao, các bạn biết là trong biên chúng ta không cần biết. Còn bây giờ chúng ta học bên này nhé. Biến nhớ A này là biến nhớ là dùng chung cho tất cả cho tất cả mọi nhân vật nhé. Đó, bấm OK này. Đấy, thì ra dần mình nhớ là A đây này, các bạn thấy không? Đó, ở đây có chữ A đây này. Đấy, nhé, chữ A này nhìn rõ chưa? Bấm đây là nó ẩn đây này. Bấm đây là hiện này. Đấy, thì cái biến nhớ này dùng rất nhiều. Biến nhớ dùng để làm gì? Dùng để tính toán, hoặc là chúng ta có thể dùng nó làm kia để đếm thời gian này, hay là để tính điểm cho một trò chơi. Người ta làm chơi tính điểm chẳng hạn, thì là cái biến nhớ này dùng làm việc đó. Bây giờ làm thử cho các bạn xem thử nhé. Là cái biến nhớ A này này dùng để làm tính toán như thế nào. Nhân viên thì làm như sau này. Thế bây giờ thầy muốn là cái biến nhớ A này tính toán làm như nào. Ví dụ nhé, đây thầy làm như này. Thì khi mà có cái biến nhớ A này rồi, đây nhé, vì chúng ta có thể bấm lên cái ẩn này, để ẩn thì không hỏi màn hình, bấm lên nó hiện ra này. Chúng ta có thể di chuyển nó nằm một chỗ khác nữa. Tùy các bạn nhé. Đó, được chưa? Rồi, thế bây giờ thầy làm như sau này. Thầy sẽ cho biến A này là đặt nó bằng giá trị là ví dụ như là một cái số nào đó. Thầy làm như nào? Đây, chúng ta dùng lệnh này. Đặt là người ta gọi này là lệnh gán, lệnh đặt. Đặt A vào một cái giá trị nào đó ở đây. Vì thầy đặt A là, gọi đây là 10 nhé. Đó, bây giờ thầy gọi cái lệnh này, sự kiện nhé. Đây. Thầy nháy vào đây chậm và bấm lên này. Các bạn thấy A thành 10 chưa? Đó. Và bây giờ thầy cho con mèo nói nhé. Thầy vào lệnh hiển thị. Thầy nói như này. Thầy nói là A. Thầy muốn nói là cho con mèo nó nói cái giá trị A. Thầy làm như nào? Thầy vào chỗ các biến số ở đây. Và thầy kéo cái A này ra ngoài này. Đấy, A là lập trình được nhé. Và thầy kéo nó vào đây. Vậy là A là nói cái số A. Tức là con mèo nó nói số A trên màn hình trong 2 giây. Thầy thử nhé. Bấm vào đây này. Đấy, nói số 10 này. Thấy con nào? Đấy, bấm vào đây này. Số 10. Bây giờ sửa lại cái bài này, sửa lại cái 10 này là 20 chẳng hạn. Thầy chạy thử nhé. Đấy, mèo nói là 20. Như vậy là mèo nói này là mèo có thể nói ra cái hiện ra trên miệng nó là một cái giá trị ở trong một cái biến nhớ A. Thấy con nào? Bây giờ là khó hơn nhé. Thầy muốn cho A bây giờ là tổng khó hơn nhiều. Đây, thầy muốn như vậy, thầy có thể đặt A là một cái phép tính. Thầy bấm một cái phép toán ở đây nhé. Đây này. Đó. Ở đây các bạn có thể đặt cho A các phép tính cộng trừ nhân chia thoải mái. Được chưa? Ví dụ đây, phép nhân đây. Thầy muốn nhân A với 1000. Được không? Được. Thầy vào cái chỗ này, các biến số đây, thầy kéo cái A này ra và đưa nó vào đây. Vào chỗ này thầy để là 1001 chẳng hạn. Được chưa? Đó. Thế bây giờ thầy mới đưa nó vào đây. Thầy bỏ cái này ra, thầy đưa nó vào đây. Được chưa? Vậy là A sẽ bằng 20. Thầy để A bằng 15 nhé. 15. Và ở đây là thầy nói A nhân với 1001. Thì như vậy là mèo nó tính toán. Và nó hiện ra. Đây. Đây số này chính là 20. Thầy để cho thầy chạy chỗ này thành 10 giây cho nó nhiều hơn nhé. Đây chính là cái số như sau, đây chính là số là 15 nhân 1001. Thấy không nào? Đó. Chỗ này là chỗ rất là khó đấy, các bạn chú ý nhé. Như vậy là chúng ta có thể đưa giá trị vào một cái biến nhớ A ở đây nhé. Được chưa? Rồi, thế bây giờ thầy làm bài toán như sau. Bây giờ sự con bài tập là hãy đếm tổng các số từ 1 đến 100. Thì tính như nào? Được chưa?
Đấy, thì bây giờ chúng ta làm bài tập đó nhé. Bài tập là tính tổng từ 1 đến 100 mà chúng ta không được tính tay, tính bằng máy tính. Thì làm thế nào? Đây, làm cho bạn xem nhé. Bây giờ thầy sẽ làm như sau, thầy sẽ new một cái bài mới để cho các bạn làm từ đầu cho bạn xem. Mèo sẽ làm nhiệm vụ là tính tổng từ 1 đến 100 và mèo thông báo rằng là thông báo như sau. Tổng từ 1 đến 100 là in ra đáp số trên màn hình. Các làm được không? Làm được, các bạn cùng thầy làm nhé. Đây là bài tập tổng hợp của buổi hôm nay đây. Chúng ta sẽ tạo ra một cái biến nhớ, tạo một cái biến mới dùng để làm gì? Dùng để mà ta lưu cái giá trị cần phải tính toán là tổng. Đây là tên, đây là tổng, đặt tên đấy nhé. Đây. Thì đặt tên nó là đây, tên là tổng nhé, tổng. Đó, tổng cái này, tổng đấy nhé. Rồi, thế mình như bây giờ thì cần tính số chạy số từ 1 đến 100 cơ, làm thế nào? Đây, làm như sau. Chuyện này khó quá, các bạn quan sát nhé. Thầy sẽ tạo ra một cái biến nhớ thứ hai. Đó là K. Cái biến nhớ này là dùng để cộng dồn vào với tổng. Dồn từ 1 đến 100. Làm thử nhé. Đây, bia K này không còn hiện tổng hiện ra ở đây nhé. Rồi, làm như sau này. Các bạn cùng làm với thầy nhé. Cùng nhìn nhé, quan sát này. Đây là cái bài toán đầu tiên để dùng biến nhớ để tính tổng từ 1 đến 100. Các bạn chú ý nhé, để nhìn nhìn thầy này. Đây, tôi vào sự kiện này nhé. Sau đó chúng ta làm như sau. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ gán, đây, đặt biến nhớ nhé, đặt biến tổng. Đây, bấm lựa chọn biến tổng cái này. Đấy, nhìn chưa, tổng ở đây nhé, đặt bằng 0. Sau đó thầy sẽ làm lệnh như sau. Thầy đặt biến thứ hai là biến K. Biến K đặt đây là 1. K sẽ chạy từ 1 trở đi, từ 1 trở đi. Sau đó thầy sẽ phải, vì là tổng từ 1 đến 100, thầy sẽ tính tổng từ bằng tổng cộng với là gì? Là 1, 2, 3, 4 đến 100. Thì cho biến K đó nó chạy từ 1 đến 100. Chúng ta dùng lệnh lặp. Đấy là lệnh lặp. Đây, lặp. Đây. Lặp này. Chúng ta lặp là 100 lần. 100 lần. Được chưa? Thì một lệnh như vậy. Chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ gán như sau này, các bạn quan sát này, chúng ta sẽ gán lệnh đây, chúng ta đưa vào đây này. Chúng ta sẽ gán tổng bằng cái gì? Đây này, chúng ta lệnh này. Đây là phép cộng này. Tổng sẽ bằng tổng cộng K. Chúng ta vào cái nhận này và chúng ta chọn phép cộng ở đây. Đấy, khó hơn rồi đấy nhá, khó hơn rồi nhá. Chúng ta vào biến số, chúng ta chọn là tổng sẽ bằng tổng cộng với K. Đó. Và sau đó chúng ta tăng K lên một đơn vị để nó có hiện cái lệnh này nhé. Cái lệnh này là lệnh là thay đổi biến nhớ của tôi, thay đổi biến K lên một đơn vị. Lệnh này là lệnh này là tăng K lên một đơn vị. Lệnh này này nhé. Anh dễ hơn, tự anh nhìn nó là dễ hơn. Tự anh nhìn là như thế này. Tự anh của nó là cái lệnh này là lệnh như sau. Là lệnh là change K by 1. Tức là tăng K lên một đơn vị, ta để vào đây. Thì đây chính là cái lệnh này, là cái lệnh là đầu tiên cho K bằng 1 này và tổng bằng 0, sau đó tăng tổng lên theo K. K chạy từ 1 nhưng mà K chạy từ 1 đến 100 thì cái tổng này chính là cộng 1 đến 100. Và sau đó chúng ta sẽ in ra đáp số. Đây, chúng ta sẽ vào cái lệnh loop và chúng ta cho con mèo thông báo ra. Thông báo ra với thời gian là 10 giây chẳng hạn, cái thời gian cái tổng. Để vào đây, ta chọn cái tổng. Tổng ở đây nhé. Đó. Và như vậy đây là cái lệnh là mèo thông báo ra là tổng từ 1 đến 100. Bấm vào đây này. Đấy. Vậy như vậy là tổng 1 đến 100 là 5050 nhé. Đó. Bạn thấy không? Như vậy đây là dùng máy tính để mà tính toán nhưng phải lập trình để tính toán. Nó khó hơn đấy. Nó hơi phức tạp hơn một chút. Nhé. Cho nên các bạn phải suy nghĩ lại, cần làm cẩn thận nhé. Mình thấy lưu cái bài này là bài của hôm nay, bài quan trọng, bài đầu tiên là bài tính tổng nhé. Đây, tôi lưu lại. Con thực hành luôn thì nhá. Thì các bạn nhé, đây hôm nay là buổi thứ tư rồi, chúng ta sẽ B4 nhé. Bài đầu tiên là bài tính tổng được chưa? Một cái bài
Cái bài đơn giản thì đối với các bạn là khó đấy, vì là lần lần đầu tiên các bạn làm cái này mà, cho nó sẽ khó nhá. Chúng ta từ từ chúng ta sẽ làm dần, chúng ta sẽ hiểu dần. Hôm nay là cái buổi là học học về cái gọi là cái biến nhớ thôi, biến nhớ. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm bài số 2. Bài số 2 như sau, được chưa? Bài số 2 là chúng ta sẽ làm thành thành một cái trò chơi nhé, trò chơi mà là chúng ta tạo cái biến nhớ thời gian. Biến nhớ đó nó sẽ kiểm tra thời gian, hết thời gian là nó dừng, được chưa? Là làm trò chơi nhưng có biến nhớ thời gian để mà kiểm soát được trò chơi, được chưa? Rồi, cho làm trò chơi như sau nhé. Bây giờ chúng ta đây, chúng ta đi một cái máy tính và chúng ta làm một cái bài nữa là trò chơi. Trò chơi là như sau nhé. Chơi là như sau này, là chúng ta sẽ mà cho mèo chuyển động tự do ở ở trên màn hình nha, góc cạnh thì bật lại, nhưng chúng ta sẽ nháy chuột lên mèo thật nhanh. Khi nháy lên ấy thì mèo nó sẽ to ra nha. Khi gặp cạnh thì mèo kêu meo, các mèo lại nhỏ lại. Mình chúng ta phải bấm thật nhanh cho mèo nó to, thì mèo nó bé lại là chúng ta không nhìn thấy gì nữa. Cho nó bấm thật nhanh cho mèo nó to ra. Đó. Nhưng mà trò chơi này dừng lại sau 30 giây là nó dừng lại, kết thúc. Đó. Chúng ta làm một cái trò chơi, chúng ta làm trò chơi trước nhé. Đây, đây, trò chơi như này nhé. Trò chơi là đầu tiên chúng ta điều khiển cho mèo là chạy tự do trên màn hình, góc cạnh thì kêu meo một cái và bật bật lại nhé. Bài đề hôm qua tôi chết làm rồi, để làm cho bạn xem nhé. Đây. Lệnh này đầu tiên này. Sau đó chúng ta sẽ cho mèo hướng 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 bất kỳ. Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ cho mèo là đây và lệnh này, chúng ta sẽ cho mèo là hướng hướng bất kỳ đây. Đấy. Bây giờ tôi muốn là mèo là không phải hướng về hướng 90 độ này đâu, mà tôi muốn là hướng bất kỳ, làm như nào? Cái làm như sau, chúng ta vào cái lệnh này và cái vào thầy cho chọn cho em một đoạn tiếng Việt cho nó dễ nhé. Đây, tiếng Việt nhé. Đặt hướng này, bây giờ thì muốn đặt hướng là một cái hướng ngẫu nhiên, làm cái nào cho vào ta vào phép toán, người ta chọn cái lệnh này là lấy ngẫu nhiên một số, thì muốn là mèo nó hướng hướng ngẫu nhiên từ không cho đến là từ không đến 90 độ nhá. Đây này, thì để đây là không này, không nhé, và đây là 90 độ này, 90 đó, và tôi để lên vào đây, hiểu nào, những lệnh bạn chú ý nhé, để vào đây này đó. Như vậy là cho mèo về hướng ngẫu nhiên không 90 độ, và sẽ cho mèo chạy chạy cho mèo chạy đây cho mèo chạy mỹ viễn ở trên màn hình, dùng lệnh là lặp liên tục, đúng không? Mèo chạy với về phía trước với cái về phía trước là 10 bước, góc cạnh thì quay lại đây, bật lại nếu góc cạnh này như này này. Bây giờ thì muốn cho thêm vậy là gì? Thêm vào là học cạnh nó kêu lên một tiếng cũng chưa làm rồi. Chúng ta trong lại cho đây. Chúng ta trong lại cho đây thì mèo học cạnh sẽ kêu lại. Chúng ta vào cái lệnh là cảm biến. Và cái lệnh là chúng ta làm vào lệnh là đang chạm đây này. Chúng ta vào lệnh là điều khiển cho lệnh nếu nếu thì nếu ta chọn đây đang nếu chạm cạnh. Nếu chạm cạnh thì kêu meo meo và âm thanh bắt đầu kêu meo meo đây. Đó. Đó, đây là lệnh là lệnh nếu là nếu mà chạm vào cạnh thì kêu meo meo, và chúng ta đưa nó vào giữa đây, giữa nhé, này là cuối nhé. Đó. Đây là đoạn chương trình ngắn thôi, nhưng mà mô tả thì mô tả là mèo mà bắt đầu chương trình là mèo ở ở vị trí ngẫu nhiên này, đang quay về ngẫu nhiên này, xong di chuyển liên tục này, góc cạnh thì bật trở lại này, góc cạnh thì kêu meo một tiếng đây. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ làm tiếp tục, chúng ta làm như sau này. Đầu tiên là cho mèo là đủ 100, đủ đủ kích thước là 100%. Gì cơ? Như khi gặp cạnh thì mèo sẽ nhỏ đi một tí. Mèo nhỏ đi một tí nhé. Rồi, chúng ta làm sao? Chúng ta vào cái âm vào cái hiển thị và chọn cái lệnh sau đây này. Chọn cái lệnh là đặt kích thước, đây lệnh là đặt kích thước cho mèo này.
kích thước nhá. Đây này là ban đầu là mèo trong trong thời điểm ở đây. Thời điểm ở đầu tiên là đây là lệnh là ban đầu thì mèo là 100%. Nhưng nếu cứ gặp cạnh cho mình thấy cho mèo nó nhỏ đi một tí thì vào lệnh này nhé, vào lệnh là thay à, đây là đặt, đây đổi kích thước một lượng đó là bao nhiêu phần trăm, thì để nó nhỏ lại là âm là 2% thôi, 2% cho nó bé đi một tí thôi nhé. Như vậy là nếu gặp cạnh thì mèo sẽ nhỏ đi một tí, thay để nó vào đây luôn này đấy. Nhưng mà đây là chỗ này, là chỗ này là nếu gặp cạnh nhé, nếu đang chạm cạnh thì mèo nhỏ đi, đây lệnh là mèo nhỏ đi 2% nhé. Thử nào. Thầy nhầm. Chỗ này là để là dương này thì là tăng lên, thầy để là trừ 2 nó sẽ nhỏ đi. Trừ 2 hay trừ 5 cho nó nhỏ đi. Trừ 5 nhá, nó mới nhỏ đi được. Thầy đánh nhầm, nó to lên rồi đấy. Làm lại này. Đấy. Đấy. Bé chưa? Đấy. Bé quá là mình mà không chơi được nữa. Rồi bây giờ thầy làm tiếp tục nhá. Thì muốn là khi chúng ta mà nháy chuột lên mèo thì mèo nó lại to lên. Các bạn mà nháy là nhanh thì nó mới to lên được, không để nó nhỏ đi mất. Rồi, cái lệnh mà điều khiển cho chúng ta nháy lên con mèo là lệnh nào? Đây, chúng ta vào lệnh sự kiện. Vào lệnh này này. Và cái lệnh là khi bấm nhân vật này. Đây là sự kiện mà tạo ra khi chúng ta bấm chuột lên một cái lên nhân vật. Đó, nhé. Đó. Khi bấm lên lấm lên nhân vật này thì làm gì? Thì chúng ta vào cái lệnh này. Vào lệnh này chúng ta vào cái lệnh là đổi kích thước đây. Đó, chúng ta tăng lên một cái tăng lên là 8% đi. Như vậy là khi vào cạnh thì nó giảm đi là âm 5, giảm đi âm 5%, còn khi mà ta nhánh chuột thì nó tăng lên 8%, nhưng mà tăng lên mạnh hơn là giảm đi, chúng ta chỉ mạnh thì nó to ra nhé. Nào chúng ta làm thử nhé, chúng thử lại. Bấm này, bấm thật nhanh nhá. Khó chơi lắm đấy. Đấy. Đó, nhá. Thì để cho chuyển động chậm lên tí này, để 10 nhanh nhanh quá để 5 cho chậm lại. Được chưa? Rồi, chơi thử nhá. Đấy. Bây giờ thầy muốn như sao này? Thầy muốn là khi chúng ta nhánh chuột lên con mèo thì mèo nó kêu pop một cái. Kêu pop chứ không phải là kêu meo. Rồi, tôi làm như sau này, các bạn chú ý nhé. Bây giờ ta phải bổ sung cho mèo một cái âm thanh là pop. Ta vào đây nhé. Hiện nay mèo chỉ có một âm thanh là meo thôi. Bây giờ thầy sẽ bổ sung cho một âm thanh nữa là âm thanh pop. Đây, thầy bấm vào đây chọn này. Bấm vào đây nhé. Đó. Thầy tìm cái âm thanh là pop. Pop là cái này này. Đó. Pop kêu đây này. Đó, rồi, thế bây giờ thầy làm như sau nhé. Là khi mà nhánh chuột lên mèo thì mèo nó kêu pop một cái, thầy vào âm thanh, thầy chọn bắt đầu âm thanh pop, thầy để vào đây. Đó. Như vậy là ở đây là ở bên này nhé, là khi mèo chạm cạnh thì mèo kêu meo meo, còn khi mà chúng ta nhánh chuột lên mèo thì mèo nó kêu pop nhé. Rồi, chơi thử nào, chúng ta chơi phóng to, chơi thử nhé. Đây, bắt đầu này. Ra nó sẽ bé đi nhé. Đấy. Được chưa? Rồi. Bây giờ thầy sẽ làm tiếp một phần cuối cùng nữa, là thầy sẽ đặt một cái đồng hồ để đo thời gian. Dùng biến nhớ để làm chuyện đó, dùng biến nhớ nhé. Đo thời gian, nếu mà thời gian mà hết giờ thì là dừng lại. Thì cho chuyện chơi đề chơi trong 30 giây thôi nhé. Rồi, làm như sau này. Đây. Thầy vào cái biến số ở đây và đặt cái biến nhớ mới. Biến nhớ mới tinh. Đặt tên nó là thời gian. Đặt tên nó là time. Cho nó dễ, time. Được chưa? Time là thời gian. Được. Đây, time đây nhá. Thì là như sau này. Đây là cái lệnh, các bạn chú ý là lệnh là kiểm soát thời gian. Kiểm soát thời gian của trò chơi. Ban đầu thầy cho trò cái thời gian thì đặt là 30.
sau một một giây là giảm đi một giây là giảm đi một, khi nào giảm thì không sẽ dừng lại, được chưa? Rồi là như sau này, đây thầy tạo ra một cái lệnh mới nữa nhé, để là kiểm soát thời gian này. Vì thầy vào cái lệnh sự kiện này, vào đây, đây là cái lệnh, một cái sự kiện nữa, một cái lệnh nữa để kiểm soát thời gian, được chưa? Thì ban đầu ban đầu các bạn đặt cái biến nhớ thời gian này là 30 giây. Thì vào lệnh này đặt đây. Đặt chọn đây là time mà. Đặt thời gian là 30 giây. Đó. Sau đó thầy sẽ giảm dần xuống. Giảm dừng lại cho đến khi nào mà thời gian đầu cho đến 30 sẽ giảm được 29, xong rồi giảm 29, 28, 20, giảm khi nào thời gian về không thì dừng lại. Ta làm cho chỉ dừng luôn. Đó, thì ta sẽ phải cũng lệnh lặp cho thời gian nó giảm đi, là lệnh này đây, lặp cho thời gian đây, chúng ta vào lệnh lặp nhé, vào điều khiển này thì lệnh lặp là có lệnh lặp cụ thể ở đây rồi, hoặc là lệnh lặp này cũng được, lệnh lặp là đây, lặp lại cho đến khi cũng được. Đây lệnh này là lặp liên tục cho đến khi gì đấy, thế chưa, là xong rồi, lặp cho đến khi mà thời gian time bằng không thì dừng lại, được chưa? Đây, lặp cho đến khi, đây thầy để vào đây này. Đó rồi thầy làm cái gì, lặp này là gì, thầy sẽ làm như sau, thầy sẽ vào cái biến số, đặt cái chuyện là thay đổi cái biến nhớ thời gian sau một giây thì đổi đi là trừ một thời gian nhé. Thầy vào lệnh đợi, các bạn thấy này, lệnh đợi đây này, lặp gì, lặp là như sau này, lặp là cứ đợi một giây giảm đi một, đợi một giây giảm một, đợi một giây giảm một, như vậy là cái biến nhớ time mà nó sẽ giảm sau mỗi một giây, giảm đến khi nào dừng lại, đây giảm đến khi mà không được dừng lại. Chúng ta vào lệnh này, đây chúng ta vào phép toán, chúng ta có cái lệnh dấu bằng là cái lệnh kiểm soát để dấu bằng, đây rất quan trọng, các bạn chú ý nhé, hơi khó một chút đấy nhá, đây khó đây này, kiểm soát gì, kiểm soát cho đến khi mà cái thời gian này nó bằng không thì ta dừng lại. Đó, các bạn thấy không nào? Như vậy chúng ta có một lệnh mới nữa là lệnh lặp cho đến khi là lệnh như sau, là cái lệnh đây sẽ được lặp lại, lệnh này lặp lại, tức là lệnh là lặp là gì, là đợi một giây giảm một, đợi một giây giảm một, tức là sau mỗi một giây thì thời gian nó giảm đi một đơn vị, và chỗ này lặp liên tục cho đến khi mà đây nhầm cho đến khi mà thời gian time mà bằng không thì dừng lại. Như vậy là cái biến nhớ thời gian này chính là cái biến nhớ dùng để gì, dùng để chỉ để quan sát cái thời gian của trò chơi. Ban đầu là thật đặt là bằng 30, bằng 30, tức là để cho trò chơi chúng ta là kéo dài trong 30 giây, được chưa? Và khi nó giảm dần cho đến khi bằng không thì ta cho chơi dừng lại. Chứ lệnh dừng lại là lệnh nào? Lệnh này đây, chúng ta vào cái lệnh là điều khiển, nó có cái lệnh hẳn cái lệnh là dưới đây, lệnh dừng lại tất cả. Đây chính là lệnh mà dừng toàn bộ chương trình lại. Đây này nhé. Tiếng Anh của nó là stop on. Chúng ta gọi tiếng Anh này thì nhớ dễ nhé. Đây, stop on. Là cái lệnh là dừng lại toàn bộ chương trình, dừng toàn bộ chương trình. Đấy, các bạn chú ý nhé. Hôm nay học rất nhiều lệnh mới nhé, lệnh đặt tạo biến nhớ này, lệnh lọc cho đến khi này, lệnh tiếng Anh là repeat until này, đó. Đó, lệnh chờ này, lệnh thay đổi biến nhớ này, đó, và lệnh stop on, lệnh dừng lại toàn bộ chương trình. Rồi, như vậy chúng ta vừa thành xong một cái trò chơi rất là hay, là cho mèo chuyển động liên tục trên màn hình, và chúng ta sẽ nhấn chuột thì mèo nó to lên, còn nếu không thì mèo nó sẽ giảm đi, nếu ai mà để cho mèo nó bị giảm đi quá thì rất là khó chơi, và sẽ sau đúng 30 giây thì dừng lại. Nào, chúng ta thử nhá. Các bạn có thể làm bài ngay trên màn hình của mình nhé. Làm theo thầy. Đây, chạy thử này. Mà thấy có thấy là cái thời gian nó giảm không? 23 này, 22 này, đó. Ô, chết rồi. Cái này khó quá, cái này không chơi nữa rồi, chết rồi, khó quá rồi. Đấy, bây giờ không chơi nổi, vì nó bé tí thì không làm được. Mà thầy phải làm lại, chơi lại thôi. Nó bé quá, chạy từ đầu nhé. Đấy.
2 giây, 1 giây, hết giờ. Hết giờ chị không chơi được nữa, mèo dừng lại, không đi được nữa. Đấy. Như vậy chúng ta học được cái lệnh là gì? Đây là lệnh, chúng ta là kiểm soát thời gian của trò chơi nhé. Trò chơi và đến hết giờ thì mèo thì trò chơi dừng lại. Đấy, như vậy hôm nay học cái bài mới này là như vậy. Các bạn có máy tính không? Một làm đi. Bạn nào chúng ta có máy tính đi, cho chơi thử xem như thế nào. Em làm xong rồi em chơi thử cô. Chơi thử chưa? Thầy ơi, em làm chưa? Em làm rồi thầy. Ừ, đấy thì cái bài này là bài làm một bài tập rất rất bài tập rất đơn giản thôi nhưng cũng phải làm nhé. Bài này là bài rất đơn giản. Dạ em chưa thầy. Thế à, thế hôm trước thì về nhà làm nhé. Đây bây giờ thầy ghi cái bài này là bài số 2 là làm một cái bài là cái bài trò chơi. Trò chơi đánh mèo nhé. Trò chơi đánh mèo. Trò chơi này có cái hay là nó kiểm soát được rất nhiều thứ. Để chúng ta học được cái lệnh là gì? Là bấm chuột vào mèo thì mèo nó to lên này. Rồi là mèo gặp cạnh thì mèo nó như bé đi này. Đó, chúng ta chú ý nhé. Rồi là cái lệnh là kiểm soát thời gian bằng kia bằng biến nhớ, tên là biến nhớ time mà. Đó. Và chúng ta có cái biết cách dùng cái lập trình để chúng ta điều khiển cái thời gian chạy của một trò chơi khi nào thì nó dừng lại. Đó, bài hôm nay là như vậy nhé. Nó tương đối khó một chút rồi đây, nhưng mà nó cũng đơn giản thôi. Bài này về các con làm bài thật cẩn thận cái bài tập này nhé. Đấy. Có hiểu không? Có hiểu bài này không? Dạ hiểu. Ừ. Dạ hiểu. Ừ, rồi tốt. Được chưa nhá? Thì chúng ta sẽ sang phần tiếp theo của hôm nay nhá. Rồi. Bây giờ thầy sẽ chúng ta cùng nhau để làm một các cái bài tập mà khác nhé. Đây. Bây giờ như thế này. Bây giờ chúng ta lập trình để cho người chạy nhá. Bây giờ chúng ta lại làm bài tập liên hôm trước. Đây, bây giờ thầy new một cái này. Bây giờ thầy tạo ra một cái sân khấu như sau. Bây giờ thầy tạo ra một cái người để tìm cái người mà nó chạy được. Người này cái này thì thích người này là chạy được cái này để tìm đã. Đây người này này, cái game là game nhé, cái game là chạy được cái này. Để thầy xóa cái con mèo này, xóa mèo nhé. Đây là cái game nhé, bé này là chạy được nhé. Để thầy vào custom về phần mềm nó lỗi, thực ra là cái đầu này là không cần, từ đây chỉ đi thôi. Vậy hai này thầy xóa được, xóa. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 5 người này là chúng ta có thể dùng để ta chỉ huy cái cậu bé nó chạy nhé. Rồi, thì bây giờ làm như sau này. Thầy cho em bé nó chạy từ trái sang phải màn hình. Chúng ta vẽ ra một cái đường đi để cho em bé chạy trái sang phải màn hình nhé. Vừa đi vừa chạy sang trái, chạy sang phải gặp cạnh thì lại chạy từ bên sang phải lại chạy lại từ bên trái. Và cứ như vậy. Chúng ta làm như sau, chúng ta lập trình như sau là khi mà chạy đúng 10 vòng thì em bé dừng lại, hết 10 vòng thì kết thúc. Bây giờ làm sao kiểm soát được em bé chạy đúng 10 vòng, làm thế nào bây giờ? Đó, chỗ này là chỗ khó nhé. Và khi chạy hết 10 vòng, em bé kêu là hết 10 vòng rồi, sau vòng thứ 2 em bé sẽ kêu là vòng 2, sau bạn kêu là vòng 3, xong vòng 4, vòng 5, đến vòng 10 thì em bé kêu là tới đích rồi. Đó, thì làm thế nào để có thể kiểm soát được chỗ đó. Được chưa? Nhá, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lập trình cho chuyện này. Nhá. Mà chúng ta muốn tổng quát thôi. Có thể kiểm soát được cái bài tập này thì là 10 vòng, bài tập sau thì là 12 vòng, bài tập sau thì là 5 vòng. Mà không cố định mà chúng ta có thể thay đổi được cái số vòng. Được chưa? Rồi, chúng ta làm thử nhé. Bây giờ thầy sẽ vẽ cái mặt đường cho đây, tôi vào đây, thầy vào chỗ này, thầy vẽ cái mặt đường để cho đây, tôi vào sân khấu này.
bỏ sân khấu thì vẽ cái mặt đường để cho thích nhé. Thầy sang thầy chuyển sang bitmap, thầy vẽ cái đây, thầy chọn cái chỗ này là chọn cái màu này nhé. Đây 10 rồi, để chọn màu nhé, thì để cho nó thành chỗ này là 15 nhé. Đây đấy, ôi vẫn hơi lệch đúng không, thì làm lại, thì làm lại đi. Thì kẻ không thẳng hay sao nhỉ, đợi đi thầy thì new cái mới này, backdrop nhá, new cái mới nhá, thằng này thầy xóa đi này. Đấy bây giờ thầy vẽ lại, vẽ lại xin lỗi, vẽ nó không outline đây đúng không, convert to bitmap đây nhá, vẽ đường thẳng đây nhá, chọn lại màu này, tối hơn này. Rồi bây giờ thầy tô màu, thầy dùng loại này thầy tô màu, nhưng thầy tô màu xanh cho nó phía dưới cho đẹp nhé. Đấy thầy tô màu đây này, đấy tô màu nhé. Rồi bây giờ em bé này sẽ ở đây này, sẽ ở đây này, đấy chạy sang bên phải nhá. Thầy cho bé, bé đi một tí này, bây giờ thầy vào cốt để thầy lập trình cho bé này. Đây em bé nhé, đây đặt cho em bé là như sau này, ban đầu em bé sẽ hướng về bên phải này, hướng bên phải nhá, em bé đứng ở vị trí này này, vị trí này là âm 178, âm 42 nhá, thầy đặt vị trí bắt đầu luôn, go to đây, âm 178 và trừ 42 đây nhá, các con quan sát kỹ nhá, đây này, thì bắt đầu là đây nhá, thầy để cho bé nó nhỏ đi một tí này, thầy đặt cái kích thước của con bé đi một tí. Thầy đặt cái chuyện là đây và lệnh là set size đây này này, đặt kích thước cho em bé là 80% này, thử kiểm tra nào. Rồi con lành, thầy để ở đây nhé. Rồi thầy để ở trên này, ở đây là thầy ơi thầy chuyển đi ạ. Gì cơ, đặt là kích thước của thầy chuyển đi ạ. Làm sao cơ, thầy chuyển đi ạ. Các con có nhìn rõ không? À, chuyển tiếng Việt đấy à? Dạ. Yeah. Con muốn tiếng Việt à? Đúng không? Đây tiếng Việt đây nhá. Này, bắt đầu đặt hướng bằng là 90 này. Đặt kích thước là 80% này, cho nó nhỏ đi một tí này. Và đặt cái điểm bắt đầu là để chỗ vị trí này. Đây này, đây là âm tùy địa hình nhé. Chúng ta đang đây ở đây này là âm 191 và âm 82 là ở đây. Âm 62. Được chưa? Rồi sau đó thầy sẽ cho em bé là chạy liên tục từ trái sang phải, gặp cạnh thì ta quay lại mỗi lần như vậy là tính là một vòng. Được chưa? Rồi làm thử nhé. Đây thầy, ta biết rồi, ta vào cái lệnh điều khiển, chọn cái lệnh là liên tục em bé chạy phía trước đây với một cái vận tốc nhỏ thôi. Chúng ta chú ý là cái lệnh làm cái này liên tục này thì cái chỗ này cái chuyển này bao nhiêu bước là chính là cái vận tốc của em bé đấy. Thầy để là 5 thôi, 5 nhé, 5 bước. Và dùng lệnh này, dùng cái lệnh là trang phục tiếp kế tiếp. Lệnh này giúp cho em bé là chuyển chạy về, là mô tả như là chạy thật nhé. Sau đó, chúng ta sẽ lập trình để em bé là gặp cạnh phải thì quay lại ở bên trái. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng lệnh là if, điều khiển nếu thì. Đây, nếu nhé, nếu gì? Nếu tốc độ em bé mà vượt quá 240, đây. Thế này, nếu nhé. Nếu mà cái tọa độ x của em bé đây, tôi kéo vào đây nhé, không chết học rồi, mà lớn hơn 240 thì đặt lại ở bên phải, ở bên trái thì ta dùng lệnh là gì, là đặt lại, đặt x gì bằng trừ 240 đó. Thì đây chính là cái đoạn chương trình ngắn thôi, mô tả em bé là chạy từ trái sang phải màn hình gặp cạnh thì quay lại, cái này ta học từ buổi trước rồi. Các bạn có nhớ không nào? Mà đây là cái lệnh mà thầy làm cẩn thận hơn một chút để cho chạy thử chứ. Đấy. Em bé chạy gặp sang trái thì quay lại sang bên phải. Đấy, chạy liên tục như vậy. Thấy không nào?
chính là chỗ này này, đây là chỗ này là di chuyển này, lặp liên tục nhé, di chuyển này, đấy, di chuyển sang phải, di chuyển phía trước là 5 bước, và cũng là di chuyển như vậy thì thay đổi trang phục, tức là ta mô tả cái lệnh là ta cho em bé là vừa chạy đấy nhé. Rồi sau đó là nếu gặp tọa độ là 240, quá 20 thì quay lại ở bên này, đây chỉ lệnh này, nếu mà em bé mà đi sang bên phải quay lại bên trái, được chưa? Đó, được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ như vậy xong phần đầu của chương trình. Phần thứ hai chúng ta làm như sau, chúng ta làm như sau là nếu em bé mà chạy hết một vòng thì em bé sang bên sau, bé sẽ kêu là sang vòng một không cần, vòng thứ hai mẹ kêu là vòng số 2, vòng số 3, vòng số 4 đi rồi. Thế làm thế nào bây giờ? Em bé cần phải đếm số lượt của mình như sau. Chúng ta phải tạo một cái biến nhớ để mô tả cái số vòng của em bé, số lượt của em bé, lượt 1, lượt 2, lượt 3. Được chưa? Rồi, để biến nhớ này. Chúng ta vào biến nhớ nhé. Và chúng ta bấm nút là tạo một cái biến, tạo một biến. Bấm vào đây. Chúng ta tạo một cái biến đặt tên là lượt đi. Đó, lượt đi đấy, lượt nhá, đây lượt là bố, ok được chưa? Đấy. Thì ban đầu để nó là một, đây thầy sẽ cho thầy đặt lượt bằng một là ban đầu bằng một, thầy để ở đây này, đó được chưa? Sau đó thì mỗi lần mà mèo mà em bé mà sang phải quay bên trái lại, tăng lượt lên một, đây ta vào lệnh này, thay đổi lượt lên một đơn vị khi nào, ở chỗ này này, đây ở chỗ này là chỗ mà khi mà em bé sang bên phải quay lại bên trái thì em bé sẽ nói cái này, em này thì lượt sẽ tăng lên, được chưa? Và cứ như vậy tăng lên, ta chơi thử xem nhé. Đây các bạn chú ý cái lượt này, một này, đây là một nhé, hai thấy không nào, hai rồi nhé, ba, đấy, bốn, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho em bé nói này. Khi mà em bé mà quay lại đầu, em bé nói là lượt thứ hai, lượt thứ ba, lượt thứ tư, thì em bé nói như nào? Mẹ chúng ta dùng lệnh ở đâu và làm ở đâu, ở chỗ này em bé sẽ phải nói câu đó. Rồi nói ở đâu chúng ta cho ở đây nhé, chúng ta cho một lệnh là em bé nói, đây em bé sẽ hiển thị sẽ nói trong vòng 2 giây, 2 giây là lượt số mấy, lượt mấy. Đó, chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ kéo cái này vào, kéo cái em lượt này vào, vào đây này nhá, chúng ta đưa vào đây, đứng dưới này, đấy, chạy thử nhá cho các bạn xem này, từ đầu này, không được, chỗ này em dừng lại mất. 3 giờ lại mất, bây giờ ta phải làm lại chỗ này. Chỗ này lệnh bị sai. Chỗ này phải dùng. Tức là em nói nhưng mà chỉ sau chỗ này hơi khó đây. Em nói nhưng mà sau một vài giây thì phải dừng lại. Chỗ này khó đây nhá. Nó để như này thì em khi nói thì em ấy dừng, em ấy sẽ không ấy nữa. Được chưa? Rồi chỗ này là rất là khó luôn đấy nhé. Không sao, bây giờ thầy sẽ làm cách khác để cho chúng ta thấy nó hay hơn nhé. À, cái đó mình làm nếu như động cảnh thì nó nói được này. Không, bây giờ thầy làm ngay trên bài này khó hơn đấy. Bây giờ làm thầy hay mà thầy. Thế này thì thầy muốn là em bé nói và vẫn nói vừa chạy cơ, thì nó mới hay. Thầy làm sao khó hơn này, chỗ này các bạn chú ý nhé. Thầy phải làm thêm một chương trình nữa thì được, mới làm được. Đây, chỉnh bên này nhé, chỉnh bên này và thầy sẽ copy cái bên này sang thì mới được nhé. Đây này, thầy làm như sau nhé. Đây, thầy copy cái này sang. Nếu tọa độ, đây, thầy để cái này nhé. Nếu tọa độ mà lớn hơn 240, đó. Đây nhá, thầy về cho đây vào cái vòng lặp nữa là chỗ này hơi khó, đối với các bạn hơi khó nhé. Thầy cứ làm như bạn, thầy muốn cho thật hoàn chỉnh cho các bạn xem. Thầy để cái vòng liên tục này nhé,
Thế thì nếu vào đây này, tức là lớn hơn 240 thì thầy cho cái này vào đây. Nó trong vòng 2 giây thì nó đột lập với bên này thì nó vẫn vừa đó mà chạy được. Đấy, cái này hơi khó với các bạn nhé, thì thầy lại cho bạn xem này. Thử xem có đúng không nhé. Đây. Chạy này. Không được, không được. Thầy ơi, em ấy không nói. Không nói à? Đi làm nào bây giờ nhỉ? Hơi khó đấy nhé. Trước đây là đối các bạn hơi khó, thì chuyển thế này thành thành cái công thức này thì nó khó, lần nó sẽ nói này. Nếu x gì mà nhỏ hơn tọa độ x gì mà nhỏ hơn âm 2 4 âm 2 âm 2 35, tức là gần sát bên trái, gần sát bên này này. Đấy, thì để này thì mình nó mới chạy, còn không bị vào góc có 20 cả. Thì thầy thử nhé, cũng được không nhé, chỗ này khó được các bạn thôi được. Đấy, số 2 rồi kia. Đấy. 3 rồi nhá. Đấy. Bây giờ thầy sẽ sửa chỗ này thành là không phải 1 giây mà là 1 giây thôi. Nó sẽ đúng hơn một chút. Đấy, đúng rồi đấy. Bây giờ thầy sẽ cho hẳn câu đó hay hơn nữa nhé. Là như thế này. Thầy muốn nói là mà thầy muốn cho người nói là không phải chỉ là đây là chỉ ghi số lượt thôi, muốn hoàn toàn là muốn muốn em bé nói là đây là lượt mấy, đây là lượt một, đây là lượt hai, làm như sau. Thì thằng cái việc nói này nó cho phép là ghép các cái từ lại đây, đây lệnh ghép này, lệnh kết hợp này, có thể nói là đây thì cho vào đây nhé, vào đây là lượt 2, 3, 4 rồi đó. Đó, như vậy là thì thầy có thể đưa vào đây. Khó hơn nhá. Đây này. Đấy. Tôi đọc hơn rồi đấy nhá. Đây, mình chưa hoàn thành cái răng. Tôi bấm vào đây, chọn này. Đây. Đây là lượt 2, được chưa? Đấy. Đây là lượt 3. Đấy, như vậy là cái bài này là bài khó một chút. Nhưng mà thầy chỉ muốn nói các bạn là cách chúng ta dùng cái biến nhớ lượt thôi. Biến nhớ này là quan trọng. Mà lượt nó nằm ở đây này. Đó. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nốt phần cuối cùng. Nếu em bé mà chạy lấy lượt 10, em bé kêu là đây lượt 10 và sau em bé dừng lại và kêu là và chiến thắng. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào để mà kiểm soát được là nếu đây là lượt 10 thì ta dừng lại? Làm thế nào? Được chưa? Đây thì chúng ta dừng ngay ở chỗ này thôi, ta để ngay đây này nhé. Chúng ta thêm lệnh nữa thôi. Lệnh nữa là như thế này nhé. À, là như thế này, nếu mà lượt là lớn hơn mà lượt bằng 10 thì sẽ dừng lại. Đây, dùng lệnh này, ta chồng lệnh này ở đây nhé. Đây, chồng lệnh là nếu nhé, nếu lượt 10 thì dừng lại. Đây, cho vào đây, nếu mà lượt bằng 10 nhé, đây cho bằng lệnh này, nếu này, cho dấu bằng nhé, chọn dấu bằng, ta kéo cái lượt này sang, nếu lượt bằng 10 thì dừng lại. Đấy, thì ta để ở đây này, sau khi nó xong này thì dừng lại, ta dùng lệnh là stop on, dừng lại toàn bộ. Đây, dừng lại toàn bộ, ta để cái này vào sau lệnh này, ta nó nói ở đây là ấy rồi. Người ta thử nhá, người ta thử cho các bạn xem nhá. Đây này, cái bài này nó khó một tí thì vẫn nhỏ đi một tí nhá. Đây nhá, đây nhá, đó, chị thử đâu này. Lượt 1 này. Lượt 2 này. Đây lượt 2 này. Đây lượt 3 này. Đây lượt 4 này. Lượt 5 này. Thế để xem đúng lượt 10 thì dừng lại không nhé. Chúng ta kiểm tra một chút nè. Lượt 7 này. Lượt 8 này. Lượt 9 này. Lượt 10. Dừng lại. Thấy chưa? Có thể cho em bé nói thêm một câu nữa cũng được. Là chỗ này có thể nói thêm lệnh nữa nhỏ, đây là tới đích rồi, cho vào lệnh này. Đây. Có thêm lệnh nữa là tới nơi rồi. Đây ta gõ thêm lệnh vào đây nhé.
thì đã rất an toàn. Đây ta xóa cái này đi và ta dọn lại là tới nơi rồi, mà cái này cũng trong một giây thôi, trong một giây thì dừng lại. Đây, ta để cái này vào đây. Sau khi nói xong tới nơi rồi thì trong một giây thì dừng lại như này. Đấy, thì bây giờ rất đúng rồi đấy nhé, chúng ta chạy thử này. Phóng to nhìn nhé, lượt 1 này, đây là lượt 2, được chưa? Đây là lượt 3, đây là lượt 4, đây là lượt 5, đây là lượt 6, đây là lượt 7, đây là lượt 8, kiểm tra lần tới 10 dừng lại nhé, đây là lượt 9 này, lượt 10 này, lượt 10, tới nơi rồi, dừng lại. Thấy chưa? Đấy, con thấy như chúng ta mà khi mà đưa nó vào đưa thầy kia... ơi, con lập trình em bé chỉ nói đây là lượt không thôi thầy, vì con chưa có cái lệnh lệnh này. Lệnh này là cái lệnh để mà tăng lượt lên 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 này thầy. Xin cơ xem kỹ lại nhá, thầy dừng lại cho em xem cái lệnh thầy. Ừ, đây đây, dừng lại cho các bạn xem đây. Đấy, tha hồ xem nhé. Đây rất to này. Đấy, các bạn có cái này vào tiếng của mình thì kiểm tra đi xem nào nhé. Ta kiểm tra từng lệnh một nhé. Bằng tiếng Việt đây rồi. Thấy chưa? Con làm được thầy. Ừ, làm nào được chưa? Con bay đi chồng nữa. Con làm được rồi thầy. Ừ, đấy, ừ. Chúng ta phải hiểu bài nhé, chúng ta phải hiểu bài. Con làm đúng hết mấy cái lệnh mà nó chỉ nói đây là lượt không thôi à thầy. Chứ thiếu bị thiếu gì đó con xem lại nhé. Đây chú này là đây là cái lệnh để tăng cái biến nhớ lượt lên 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 một thế này. Đây chú này này. Đây lượt 10 rồi lần sau để quay lại. Không, đây là cái trò chơi chúng ta lên lượt 10 là dừng lại mà. Còn muốn nữa thôi, con phải sửa chương trình thôi. Đây là trò chơi của thầy đặt ra như vậy. Đặt ra trò chơi là hãy điều khiển em bé chạy đúng 10 lượt thì dừng lại. Thầy ơi. Được chưa? Con có thể sửa lại là 20 lượt cũng được, 30 lượt cũng được, tùy con. Con sửa chỗ này này. Đây chỗ này sửa chỗ này thành sửa 10 thành 12, thành lại 12 lượt. Sửa 10 cho sửa chỗ này thành 15 thành 15, 15 lượt thôi. Do mình đấy mà, mình điều khiển mà nhé. Đó. Thầy ơi, còn một cái chỗ bắt đầu áo ra đến không Việt Nam. Sao? Ở bên lệnh là đặt lượt thanh một, đây là bên lệnh là ở đâu thầy? Đây này, cái này này. Thầy cũng đọc được tới 300 luôn thầy. Có nhìn rõ chưa? Đây này, thay đổi lượt một lượng là một đây này. Là cái lệnh là tăng giá trị của lượng lên một đơn vị đấy. Nhá. Yeah. Thầy ơi. Nhìn rõ chưa? Gì cơ? Con làm giống hết lệnh mà thầy sao nó cứ nói đây là lượt không? Thế à? Vô lý thế? À. Có lệnh hay con nhầm lệnh thôi? Lệnh này đúng này. Con đừng nhầm nhé, cho con chú ý là có hai lệnh giống nhau nhé. Một lệnh này này, cái lệnh đặt tên là khác nhé. Đây này. Lệnh này khác hay là khác nhau. Lệnh này là lệnh đặt đây, là nó chỉ đặt một số thôi. Lệnh này là tăng giá trị của lượt lên hay giảm đi. Lệnh này cho phép tăng hay lên hay giảm đi. Cái đây là cộng 1 thì tăng lên 1. Nhưng mà đây là trừ 1 thì là giảm đi một đơn vị. Nhé, chúng ta chú ý nhé. Đấy. Con làm đúng khúc đó mà nó cứ nói đây là không. Thế con về con cái hình này của bài này của thầy, con lên mạng con tải về xem con kiểm tra lại nhé, xem lại sao lại như vậy nhé. Đấy, các bạn xem kỹ lại đi nè, thầy cho các bạn xem kỹ lại một lần nữa rồi làm đi nè. Làm đúng như bài của thầy thì sẽ đúng như vậy. Thầy ơi, con gửi lên cho thầy không thầy? Gì cơ? Con gửi lên cho thầy không thầy? Cũng được. Thầy ơi, đang con tải trong Google rồi này, hiện đang em đi con tìm mọi cách để ghi nó bằng đúng tay. Chỗ nào? Đây
Được chưa? Hôm nay chúng ta học một cái bài mới nhưng mà nó hơi khó một chút đấy. Các bạn chúng ta làm nhiều cho nó sẽ quen dần thôi nhá. Là học cái bài nó về khái niệm là chúng ta học cái bài về biến nhớ. Thì biến nhớ dùng rất là nhiều nhiều nơi, nhiều nhiều chỗ, nhưng mà đây chúng ta học một vài cái bài đơn giản để điều khiển biến nhớ nhé. Dùng biến nhớ ở trong chương trình như thế nào nhé. Sao? Em hỏi là thầy có Zalo không thầy? Có chứ. Thầy cho em kết bạn có được không thầy? Được, được, được. Thầy cho con cái số của thầy này ạ. Rồi, rồi. Nhé. Yeah. Tên trong Zalo của thầy là chi nữa thầy? Tên chung tên với thầy thôi. Nhé. Yeah. Chung chung tên với thầy thôi. Thầy có Zalo thì cho em kết bạn với thầy, có gì anh nhờ thầy gửi qua. Được rồi, được rồi, nhé. Rồi bài này các bạn ghi lại nhé, bài này chúng ta ghi lại là như nào, chúng ta ghi lại là đây, trò chơi là điều khiển em bé nhé, điều khiển em bé đi 10 vòng, đi 10 lượt nhé, 10 lượt qua sân khấu nhé. Đấy. Một cái trò chơi đơn giản thôi nhé. Đấy. Được chưa? Bạn này với các con quan sát có thấy khó hay dễ nào? Có thấy khó không? Hơi khó thầy. Hơi khó, ừ bạn này đúng là hơi khó, hơi khó. Bây giờ thầy sẽ làm cùng các bạn, chúng ta làm các bạn dễ một chút nhé. Bài này đúng, bài này là hơi hơi khó. Hơi khó với các bạn và chúng ta mới tinh. Chúng ta vừa mới bắt đầu học khái niệm biến nhớ thì bài này là hơi khó. Bây giờ thầy sẽ làm bài cho các bạn làm các bạn nó dễ hơn nhé, dễ hơn. Thầy ơi, hơn rồi, thầy cho nhà em xin số điện thoại để thầy gửi đến Zalo cho nhà em nha. Ừ, rồi rồi rồi. Thầy đưa lên nhóm cho các bạn xem nhé, các bạn có thể các bạn có thể làm quen là bạn với thầy trên Zalo nhé. Rồi. Bài này hay khó, bây giờ thầy cùng các bạn, thầy sẽ làm các bạn dễ hơn một chút nhá. Bài này hay khó thật, công nhận bài này hay khó. Bài này hay khó. Ơi. Cái tên của Zalo của thầy là tên gì để em nhắn em kết bạn thầy. để cuối giờ nhá. Bây giờ thầy phải học lại để các bạn khác cùng học mà nhé. Messenger được không thầy, em không có Zalo. Các bạn vào Facebook rồi, các bạn với thầy ở trên Facebook rất là nhiều gì nữa, đúng không? Mai là em gửi vô Messenger rồi thầy. Thôi bây giờ học tiếp nè, bây giờ chúng ta học tiếp nhé. Thầy ơi, trắng của em thằng tuần này, đấy là lượt 1 ra phải đi đến vòng thứ 2 đi phải nói đây là lượt 2 ạ. Đây là cái gì đấy, cái hình gì đấy? Em để đời 1 giấy rồi mà, đời đến 2 giấy, đi qua vòng thứ 2 phải nói đến vòng thứ 2. Bây giờ thầy sẽ làm một tập khác cho con xem nhé. Đây, thì thầy làm cái bài tập này cho con xem nhé. Bài tập này nó dễ hơn nhé. Đây. Bây giờ như sau này. Bây giờ thầy làm tập sau đây này. Đây thì mới tin nhé. Rồi. Thì bây giờ như sau này. Bây giờ thầy sẽ làm bài tập sau đây, cái bài sau đây để luyện tập cái chuyện liên quan đến biến nhớ nhá. Liên quan đến biến nhớ này. Bây giờ thầy sẽ tạo cái nhân vật mới có là quả bóng nhá. Đây, bóng lên này. Được chưa? Rồi, thầy xóa con mèo đi này. Bây giờ như sau này, thầy sẽ nháy chuột vào quả bóng. Bóng nó kêu pop một cái. Xong nó sẽ ẩn đi và hiện ở chỗ khác. Thầy lại nháy vào, nó kêu pop một cái. Khi chúng ta nháy đủ 10 cái thì ta thắng. Chương trình dừng lại. Được chưa? Đấy, chỉ là bài tập đơn giản như vậy thôi. Một trò chơi đơn giản là tập nháy chuột vào bóng. Nháy đúng 10 quả thì được, coi như là được 10 điểm đấy. Thì thầy thì dừng lại. Được chưa? Rồi, luyện tập cách nháy chuột lên bóng. Được chưa?
Bây giờ chúng ta sẽ tạm cái biến nhớ có tên là tạm biến nhớ có tên là điểm số đi. Coi bài này chính là bài liên quan đến là dùng biến nhớ để mà tính điểm. Được chưa? Điểm nhé. Điểm này. Điểm số. Tạm cái biến nhớ tên là điểm số đi. Đó. Ok. Đây đây này. Điểm số nhé. Bắt đầu là không này. Khi mà điểm số lên đến là 10 thì người ta thắng lại, người ta dừng lại. Bắt đầu là không. Được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ nhảy chuyền lên quả bóng này. Nhảy đi một cái thì mỗi lần nhảy thì tăng lên một điểm. Được chưa? Và khi nháy đủ 10 cái thì tăng lên 10 điểm là thắng. Đó, bài chúng ta là như vậy nhé. Thì bây giờ các bạn là lập trình như sau này. Lập trình là đầu tiên lập trình là ta nhánh chuột lên bóng và nhánh chuột lên quả bóng thì nó sẽ tăng lên 1 điểm. Rồi. Đây. Chúng ta lập trình như sau nhé. Đây. Ban đầu cho điều khiển quả bóng trước này. Quả bóng đây nhé. Đây này. Quả bóng này. Đó. Ban đầu chúng ta sẽ cho quả bóng là hiện ở một vị trí bất kỳ ở trên màn hình. Được chưa? Chúng ta vào lệnh này và chọn cái lệnh sau đây. Chọn cái lệnh là đi tới vị trí ngẫu nhiên trên màn hình. Thấy không nào? Này là đặt quả bóng ở vị trí ngẫu nhiên trên màn hình. Được chưa? Và chúng ta đặt cái tham số đặt cái biến nhớ là điểm số đó là không điểm. Ban đầu. Đây là ban đầu luôn nhá. Đây là ban đầu như vậy là điểm số là không. Như vậy rất đơn giản thôi. Chúng ta nhánh chuột lên bóng thì ta được tăng điểm lên. Rồi, bài lập trình này. Để nhánh chuột lên bóng cho lập trình gì? Chúng ta vào cái sự kiện cho chọn lệnh này, lệnh là khi bấm lên nhân vật này. Đó. Khi bấm lên nhân vật này thì chúng ta lập trình là khi bấm lên đúng rồi thì bóng kêu pop một cái chúng ta tăng điểm lên. Để chúng ta vào lệnh này nhé. Khi bấm lên đây, ta sẽ cho điều khiển âm thanh này. Âm thanh kêu pop một cái này. Và tăng điểm lên một đơn vị. Chúng ta vào lệnh này. Và vào lệnh là thay đổi biến của tôi. Bấm đây thay đổi điểm số lên một đơn vị. Đây chính là lệnh là tăng tăng điểm số lên một đơn vị. Đấy, được chưa? Đấy, đây chính là lệnh lệnh đó nhé. Đấy. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ lập trình như sau. Khi mà bấm đúng rồi thì bóng nó sẽ ẩn đi và hiện ở chỗ khác bỗng nhiên. Một lệnh này nhé, tôi dùng lệnh này là khi bấm vào đây nhé là bóng sẽ ẩn đi sau một vài giây. Đây bóng sẽ ẩn đi sau một giây. Chúng ta dùng lệnh là wait, chờ đợi trong một giây nhé. Và hiện lại đây dùng lệnh hiện nhé, nhưng mà hiện ở chỗ khác. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng lệnh là chuyển ngẫu nhiên này. Đây. Đấy. Đây là cái lệnh là khi chúng ta bấm chuột lên quả bóng này, bóng nó kêu pop một cái này, điểm số tăng lên một đơn vị này. Được chưa? Đấy, và ẩn đi này. Bóng bóng sẽ ẩn đi và đợi một giây hiện chỗ khác. Ngẫu nhiên và ta lại bấm như vậy. Chị thử nhớ này, chị thử này. Đấy, kích này. Đấy. Đợi một giây rồi. Lần thứ hai. Hai điểm ở đây. Ba điểm nào. 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, mình bấm nút lên nữa này, 11 này, 12 này, 13 này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình như sau nhé, lập trình là khi lên 10 điểm dừng lại luôn. Dừng chương trình luôn. Làm thế nào bây giờ? Đó, mình cho kiểm tra nhé, lệnh rất khó này. Cái lệnh mà làm thế nào để mà kiểm soát được khi điểm số lên đến 10 thì ta sử dụng lại luôn. Chúng ta kết thúc chương trình. Làm thế nào? Đây, lệnh này nhé. Công lệnh ở đây, công lệnh này rất quan trọng là chúng ta vào lệnh là điều khiển. Còn nó có một lệnh là wait, chờ, đợi đến khi. Cái này là lệnh là chờ cho đến khi nào mà khi đó thì tay thì ta lệnh như sau này. Chúng ta sẽ cho vào đây này, cho vào chỗ này, đây là chỗ này, chỗ đầu tiên đây nhé, vào chỗ này này, ta để vào đây này. Đấy, đợi cho đến khi mà điểm bằng 10 thì dừng lại nhé. Đấy, chúng ta cho đến khi nào ta bấm vào đây chọn là dấu bằng cho đến khi mà điểm, chọn cái điểm số ở đây, biến số nhé, chọn cái điểm số, khi điểm số bằng 10 thì ta dừng lại. Đấy, dừng lại.
chỗ này chúng ta sẽ cho một cái chúng ta sẽ cho đây một cái âm thanh là chàng vỗ tay nhé, và giờ một số dừng lại, chúng ta vào âm thanh và chọn cái ta mở giữa âm thanh nữa vào đây, tìm âm thanh hay một tí đi, tìm âm thanh là hiệu ứng này, tìm âm thanh là bộ gõ khoảng trống thể thao voice. Thì tìm âm thanh vỗ tay ở đâu nhỉ? Đang tìm âm thanh vỗ tay. Đây. Thì tìm nhỉ. Thầy bấm vô chỗ tìm kiếm là thầy bấm chữ clap bên đó thầy. Vân là gì? Vân là gì hả cháu? Thầy bấm thầy clap bên ở cái này nè. Thầy bấm clap bên này. Và chữ F à? Chữ gì? Chữ gì con? Chữ gì? Flopping à? Clop à? Các con nghe nói như nhanh quá, thầy không nghe cái gì cả. Các con nói nhanh quá. Thầy tìm lên. Cờ. Thầy bấm cho thầy cát. Thầy viết cờ. Lo. Rồi, clapping đúng không? Rồi, giờ thầy làm gì vào đây nhé, này, ở chỗ này này. Đợi đến khi là điểm 10, thầy sẽ cho vỗ tay, sau đó thầy ra dừng lại. Vào lệnh là âm thanh, thầy chọn lệnh này nhé, lệnh là phát âm thanh đến hết thì thôi. Đấy, chỗ này này, chứ không phải lệnh này nhé. Lệnh này là không được, lại phải lệnh này này, phát thanh đến hết thôi, vừa lệnh này. Đó, sau đó mới dừng lại, sau đó thầy vào chữ điều khiển, thì vào lệnh dừng lại. Dừng lại tất cả. Đó. Còn nếu các bạn để lệnh này là không được nhé, lệnh này là nó phát âm thanh, nó không chỉ kịp phát là nó dừng lại ngay, là không được. Mà phải là lệnh này này, phát hết rồi mới dừng lại này. Đó, đó, chúng ta chú ý nhé. Nam bên làm chơi từ đầu nào, đây, từ đầu nhé. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kết thúc rồi nhá. Đó. Rồi bây giờ thầy sẽ lưu bài này lại là trò chơi là đập đánh bóng nhá. Tập. Đấy. Thầy ơi, thầy có thể hướng dẫn lại được không? Cháu vẫn chưa hiểu ạ. Cái gì cơ? Con chưa ấn nút cơ, bảo sao? Đó, đây thì rất rất đơn giản để các bạn làm ở đây nhé. Đó. Con phải ấn nút cơ, lúc nãy con quên ấn cơ, nó mãi cũng chẳng vỗ tay gì. Ta phải lệnh là phát âm thanh đến hết này thì mới được này. Đấy, lệnh này này thì mới được nhé. Lệnh này là không được này, lệnh này là không được này. Đấy, phải lệnh này mới được này. Có hai lệnh nhưng có hai lệnh phát âm thanh đấy, một cái là phát âm thanh và chuyển ngay sang lệnh sau thì lệnh này cũng được, vì nó sau cái nó dừng lại mất mà, ta phải dùng lệnh này phát âm thanh hết thì dừng lại. Đây, ta để lệnh này nhé, nó mới đúng này. Đó, được chưa? Đấy, đây, các bạn làm lại lệnh này đi nhé. Mình chúng ta lưu ghi lại cái bài này, vẫn là lưu lại nhé. Bài này lưu rồi, điều khiển là đánh bóng đi rồi nhé. Đó. Con làm được rồi thầy, bài này dễ quá thầy ơi. Đây, bài này dễ mà, ừ nhé. Đấy. Bài này dễ quá. Con cũng làm được rồi ạ. Làm được chưa? Rồi. Cả lớp làm đi nào. Hello.
thầy rồi. Rồi, như cái lệnh đợi đón thầy ấy, mình thầy đang lệnh đéo được không thầy? Ê thầy, thầy mang đi làm bài gì thầy? Sao lẽ? Sao lẽ phụ vương? Thầy? Sao? Mai đi làm bài gì thầy? Rồi đợi tí đây, để đợi các bạn làm xong rồi chuyển sang bài khác thôi, có gì đâu. Yeah. Không, bài gì là bài gì thầy? Là bài vẽ đi thầy. Bài tên là gì thầy? À, tên là tập đánh bóng. Tập đánh bóng nha. Tên là tập đánh bóng. Bữa trước là học một cái tập đánh bóng một cái rồi thầy, bây giờ lưu tập đánh bóng hai rồi thầy. Rồi. Chuyển bài mới được chưa thầy? Bài mới nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm một bài mới, là chúng ta sẽ mô tả một trò chơi hoàn chỉnh khác, rất là hay nhé. Này, bây giờ thầy làm như sau, bây giờ chúng ta sẽ lưu bài mới và chúng ta sẽ lập trình để điều khiển, lập trình để tạo ra một cái game mới, mà game này là game khó nhất từ xưa này, từ đầu đến giờ nhé. Nào, bây giờ ta làm trò chơi hoàn chỉnh như sau này. Bây giờ các bạn xóa mèo đi và các bạn tạo ra trên màn hình hai nhân vật, một là quả bóng này nhé, và hai là nhân vật này. Chúng ta tìm nhân vật kéo xuống dưới và tìm nhân vật có tên là đây là Pedal đó, được chưa? Thầy ơi, cái này ở nhà con tự làm trước, con thấy nó dễ thầy nên giờ con chỉ cần ngồi xem thôi. Con xem lại đi nhé. Đó, ở đây này. Rồi. Trò chơi bóng bàn hả thầy? Thầy để ở đây nhé. Trò chơi đều bóng thầy. Trò chơi này là quả bóng nó sẽ rơi xuống và nó gặp tới đây và nó sẽ nảy lên. Nếu mà cho bóng còn chúng ta để bóng dương như này là thua nhé. Đấy. Mình điều khiển cái bát cờ làm sao cho nó di chuyển qua di chuyển lại để đánh bóng á, đúng không? Đúng. Nhé. Chúng ta sẽ phải điều khiển cả bóng và cả thanh ngang. Chưa thầy gọi cái này là thanh ngang nhé. Rồi bây giờ thầy điều khiển thanh ngang trước này. Thanh ngang như sau này, như sau nhé, thầy điều khiển như sau này. Ban đầu thầy sẽ để thanh ngang của chị ở vị trí này và thầy cho nó to lên một tí, để hơi bé, thầy tăng cái kích thước lên cho nó dễ nhìn hơn. Đặt lệnh là đặt kích thước bằng 150 chẳng hạn, to lên một tí đi cho nó dễ nhìn nhé. Đấy, thầy muốn là 150 nhá. 150 này. Đấy, to rồi đấy nhá. Rồi, bây giờ như sau là thầy muốn như sau là thầy muốn điều khiển như ta để đây này, điều khiển đây nhá. Chỉ này là vị trí này là -134 -96, thầy muốn là quan trọng là cái y thôi, còn x gì không cần. Thầy đặt lệnh cho đây, thầy đặt cái lệnh là được, đặt cái lệnh là go to đến, được đi tới cái điểm này. Đấy. Ban đầu y dễ chỉ bằng để không ở giữa. Nhá. Thấy trên màn hình. Như sau này, thì muốn điều khiển như sau nhá, điều khiển là gì? Khi chúng ta mà ta sử dụng điều khiển cho phím này, cho thanh ngang là chạy phải sang trái thôi nhá. Đây dùng lệnh này. Sự kiện nhá, đây. Khi bấm phím, đây này, quan trọng này. Khi ta bấm phím phải vào trái, bên phải thì con thanh ngang nó sang phải. Đấy. Còn khi bấm phím trái thì nó sang trái. Đây, khi bấm phím trái thì sang trái. Khi sang phải. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng lệnh là dùng lệnh là gì? Là thay đổi y. Thay đổi x gì? Đây nhé. Sang phải là thay đổi x gì một đoạn là bằng là 10, còn sang trái là thay đổi x gì một đoạn bằng -10. Trừ là nó sẽ -10. Đó. Chúng ta di chuyển này. Nhé. Di chuyển phím phải phím trái này. Đấy. Phím phải trái này. Phải này. Thấy không nào? Vì là điều khiển cái thanh ngang rất là dễ. Nhé. Đó. Thì đây là cái lệnh. Đây là chương trình điều khiển thanh ngang đây. Các bạn để ở đây nhé. Thầy các bạn xem và các bạn thì các bạn làm nhé. Đó. Đây là... Thầy ơi, không chưa lưu cái nó mất dữ liệu rồi. Sao?
bài nào? Dữ liệu mình không phải làm lại. Bài nào? Bài mình đang chỉ á thầy. Bài lúc nãy à? Biết bài thầy đang chỉ á thầy. Bài này gì? Dạ. Bài này các bạn làm đi, các bạn vừa làm cùng làm cùng làm cùng thầy mà nhé. Thầy vừa làm các bạn cùng làm theo nhé. Đây là chương trình dành cho Thanh Ngang này nhé. Thì đặt tên cái này là Thanh Ngang nhé. Thanh Ngang. Rồi. Bây giờ thầy chuyển sang quả bóng này. Bóng đây này. Bóng nhé. Rồi. Thì ban đầu thầy để bóng nó ở đây này. Vị trí này. Được chưa? Rồi thầy lập trình này. Các bạn nhớ là lập trình là bóng riêng, Thanh Ngang riêng nhé. Đây là bóng này. Thầy đặt tên đây là bóng nhé. Chuyển cho bóng nhé. Đây. Thì đây là sự kiện này. Thì ban đầu thầy muốn như sau, có bóng hiển thị ở phía trên. Đây. Bóng sẽ hiển thị ở phía trên đây. Đây. Phía trên nhé. Đây chỉ là 0. Y là cái này. Và thầy muốn là bóng là nó quay về phía dưới. Đây thầy muốn bóng nó sẽ đặt đây. Đặt hướng là quay phía dưới. Quay xuống dưới. Được chưa? Đó. Và bóng luôn chuyển động về phía trước. Đây, chúng ta làm nhé. Đây rất là khó này. Chúng ta cho vào cái vòng lặp là vô hạn. Vòng lặp vô hạn đi, liên tục này. Bóng luôn chuyển về phía trước đây, bóng di chuyển về phía trước là 5. Là 5. Và chúng ta lập trình. Nếu gặp cạnh thì dừng lại. Gặp cạnh thì bật lại đây, chúng ta dùng lệnh này. Nếu gặp cạnh thì bật lại đây. Nhá, nếu gặp cạnh thì bật lại. Đâu rồi? Đây. Được chưa? Rồi, thì biểu diễn điều khiển này, nếu bóng mà va chạm phải thanh thì bật lên. Đây, chúng ta dùng lệnh này nhé. Dùng lệnh là nếu. Đây. Nếu nhé. Nếu bóng ta vào cảm biến chọn cái lệnh là đang chạm. Và chọn cái lệnh là chạm vào thanh ngang. Nếu bóng chạm thanh ngang thì bóng sẽ bật lên bằng cách gì? Bằng xoay hướng lên trên thôi. Vì bóng luôn luôn chuyển phía trước là 5 rồi. Chúng ta dùng lệnh xoay hướng. Chúng ta sẽ cho bóng là xoay hướng như sau đây. Dùng cái lệnh là chuyển động và cho nó đặt hướng nó bằng đây, hướng quay lên trên là 0 độ, mà chúng ta sẽ cho nó hướng là quay hướng. Tôi vào chọn phép toán, chọn lệnh này là ngẫu nhiên bóng sẽ quay về hướng ngẫu nhiên là từ trừ 15 đến 15, thì như vậy là bóng sẽ quay ngược lên trên ngay với cái góc là âm 15 là phòng dương 15, và bật lên trên nhé. Đó, đây là đoạn trình mà điều khiển bóng cái này. Ta lập trình thử xem cái bóng cái này nhé. Này đấy, bật lên chưa? Đấy, bật lên chưa? Đấy, điều khiển bóng này đấy, thấy không nào? Đấy, chúng ta có thêm nhá, cũng cho thêm lệnh nữa là nếu mà chạm bóng thì chúng ta cho âm thanh này. Nhớ âm thanh này. Bắt đầu âm thanh lên đâu đây này. Đó. Chạy lại nhé. Đây là kiểm tra này. Đấy. Kêu chưa? Đấy. Thầy ơi, thầy hướng dẫn lại cái phần thanh ngang đi thầy. Thanh ngang nha. Thanh ngang đây này. Đây này có gì thế này? Đấy, thanh ngang có hai lệnh điều khiển là thanh ngang là hai lệnh này. Khi bấm phím. Ừ. Đây này, bóng nhá, bóng ở đây nhá. Đấy. Bóng đầu tiên bóng sẽ ở phía trên này, sẽ đặt hướng là xuống dưới này. Và lúc di chuyển về phía trước là 5 bước này. Góc cạnh thì bật lại này nhá, và nếu chạm vào thanh ngang thì bật lên này. Đây chính lệnh bật lên này. Quay ngược hướng trên. Thế thôi. Chúng ta cho chạy nhanh một chút nhé, đây là để là 7 bước đi. Nhanh hơn đấy. Đấy. Đấy, thấy không nào? Đấy. Rồi. Rồi. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cho như sau nhé. Là nếu bóng mà rơi xuống đất thì rơi là thua này. Như sau. Chúng ta cho lại cho đây là kiểm soát ở chỗ này nhé. Là nếu bóng mà rơi xuống dưới thì bị thua. Đây, chúng ta cho lệnh này. Lệnh là nếu. Cho lại nếu ở đây nhé. Cho lại nếu ở trong này này. Nếu này. Đó. Nếu nhé. Bóng này. Nếu mà bóng mà rơi xuống dưới tức là gì? Nếu bóng mà có cái tọa độ đây,
không tải về nữa. Được nhá. Nếu mà bóng có cái tọa độ y, chúng ta y lại cho nghe thầy nói nhé. Chúng ta lệnh là kiểm soát là khi nào thì thua, khi bóng rơi dưới là bị thua. Đấy, chúng ta kiểm soát cho và chúng ta chọn cái thông tin là tọa độ y. Nếu tọa độ y mà nhỏ hơn là -150 chẳng hạn, ví dụ thế, hay là âm chỗ này là nhỏ hơn -150 đúng không, hay -160 gì đó thì thua. Chúng ta cho lệnh dừng lại, cho lệnh là điều khiển dừng chương trình lại. Đây, dừng lại tất cả vào đây. Vậy chỗ này là đều ở đây nhé, nó vẫn nằm trong vòng liên tục rồi này. Chỗ này là kiểm soát là thua đấy. Đấy, nha, chúng ta kiểm soát cho chạy thử xem nhé. Này, vẫn đang chơi bình thường nhé. Đây, ra ngoài này, dừng lại này. À, vẫn chưa dừng lại à? Chúng ta cho đây là lệnh là trừ đi. -150 thôi nhé. Là để kiểm tra xem là như thế nào nhé. Thế thầy thử là nếu tọa độ y bằng tọa độ y thì sao ạ? Không, nó kiểm soát được dấu dưới thì thua mà, như này. Đấy, dấu dưới là thua nhá, dừng lại đấy. Thế này đúng rồi đấy. Ta để là tọa độ y nhỏ hơn -150 thì thua nhá. Thôi khi tọa y nó xuống dưới này, xuống dưới quá thì bị thua. Đó. Như vậy chúng ta xong trò chơi này rồi nhé. Bây giờ thầy sẽ thêm một nữa là thầy cho điểm số. Điểm số là ai mà chơi mà càng điểm càng cao thì càng tốt nhé. Đây, thầy sẽ làm sao, thầy sẽ tạo một cái biến nhớ là điểm số này, điểm số nhé, điểm số này, điểm số nhé, điểm số nhé. Rồi, điểm số này nhé. Thầy ơi, sao? Để kém. Quả bóng xuống dưới đất rồi, sau quả bóng không dừng lại tất cả. Đây, dừng lại đây nữa đây này. Nếu mà chỉ cho bóng nhá. Nếu mà tọa độ y nhỏ hơn 1.50 thì dừng lại tất cả đây gì nữa. Thấy không nào? Được chưa? Rồi. Sao? Xuống dưới đất hẳn rồi mà nó không có dừng lại. Thầy ơi. Ơi. Con sửa như này đi nhá. Cũng được, thế cũng được, có là làm thế cũng được, nhưng mà cái này của thầy thì không cần thanh đỏ vẫn làm được nhé. Thanh đỏ cũng được, nhưng làm cái này thì không cần thanh đỏ. Ta dùng cái lệnh là nếu mà tọa độ y nhỏ hơn -180 cũng được, hoặc dùng thanh đỏ cũng được, tùy các bạn. Nhưng dùng cái này của thầy nó nhanh hơn, không khỏi phải dùng, khỏi có thêm một cái nhân vật nữa, được chưa? Bây giờ thầy sẽ cho điểm số nhé. Này, đầu tiên đặt điểm số bằng không này, thầy để ở đầu này, ở đầu nhất trong chương trình của cái phần quả bóng nhé. Ở đây này, nếu mà chạm bóng thì ta tăng lên, ta chặn bóng thì ta tăng điểm lên 1 đơn vị. Chúng ta dùng lệnh này là thay đổi điểm số lên 1 đơn vị. Nếu đây này, cho ở đây nhé, là nếu ta chặn bóng đúng ấy thì tăng lên 1 đơn vị. Làm đi thử nào. Đây, 1 lên 1 điểm chưa, 2 điểm chưa, đấy. Đấy nhá. Thấy chưa? Thua này. Được 8 điểm chưa? Đó. Thế đây là bài trò chơi là hứng bóng nhá. Các bạn lưu này lại thành cái bài, một cái phần mềm là bài trò chơi tiếp theo là hứng bóng. Phần mềm này rất là hay. Thầy ơi, cho con xem lại cách đập trên thanh ngang thầy. Đây, thanh ngang đây này. Chúng ta quan cho hát thanh ngang nhé. Đây này. Thanh ngang đây nhá. Đó. Thấy chưa? Thấy thanh ngang chưa? Dạ rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang lập trình cho bóng nhé. Ủa giờ này bao nhiêu thì đâu hả? Hơi dài một tí thôi chứ con cứ chép vào đi. Thầy ơi, thầy ấn đồ đáng càng thanh ngang rồi đó. Để sao? Để cho em có thử rằng em nó có từ thanh ngang thôi à? Sao lại không có? Không thầy à, bên của bóng á. Được nhớ, thanh ngang này, đây là bóng này. Thanh ngang này, đó. Dạ, rồi. Rõ chưa?
Thầy, em chơi thử rồi nhưng mà quả bóng bay xuống nhanh quá thầy. Nó bay xuống rồi nó dừng cái điểm số ấy thầy. Đó. Đúng rồi, mình làm đúng rồi thì mới được cái này nhá. Anh một điểm mà anh dừng lại em phải bấm tiếp với thầy, không có chơi được đi. Thầy ơi, con làm cái gì sách được không thầy? Làm gì cơ? Làm theo trong sách. Cũng được, cũng được. Nhá, cái hát cũng được không sao? Em chạy, em chạy, em như bình thường luôn cô. Ờ, em chạy, em như bình thường luôn thầy. Nào, con làm theo, làm theo sơ. Cái quả bóng chạy nhanh quá em không bắt được thầy. Đó. Cái bài này về con làm bài này, bài nhà con làm lại bài này thật cẩn thận nhé. Cái bài này thầy sẽ copy lên nhóm các bạn, lên bạn lên xem ai mà làm đúng xem lại bài bài của thầy. Không các bạn làm lấy cái bài của các bạn nhé. Nhé, được không? Dạ. Lâu sống nó thấy chị mình muốn thôi. Được chưa? Đó. Bài này là bài khó của hôm nay đấy, bài rất khó của buổi hôm nay đấy. Thầy ơi, thầy em làm rồi mà quả bóng. Quả bóng ở dưng, quả bóng ngồi có bay lên bay xuống thôi ạ. À? Cô tôi có bay được không? Nó bay được chưa? Bay được rồi nhưng mà có bay lên bay xuống đấy. Rơi xuống mà nổ xuống thôi ạ. À? Này phải đi em đúng này. Đó, như này nhá, mới đúng này. Đó. Ra ngoài là thua này. Đấy, ra ngoài thì là dừng lại, là không được gì nữa, được chưa? Đó. Thầy ơi, cho cha của em thì nghe, chưa kịp đánh cái gì thì cho thầy cho cô chơi của em đấy. Dừng cái điểm số lại thôi. Đấy, nhá, dừng lại đó. Đấy, bài này bài đặt tên là bài là hứng, là trò chơi hứng bóng nhá. Này, hứng bóng cái này, đó. Thầy của em cái bóng không chạy. Chạy nhanh quá thầy. Thế về các bạn sửa lại nhá. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhá. Chúng ta nghỉ ở đây nhá. Hôm sau chúng ta học tiếp. Em không biết sửa lại thầy. Em chào thầy. Chào các bạn nhá. Thầy ơi, hôm nay có bài tập gì không thầy? Hôm nay có bài tập gì không thầy? Thầy ơi. Bài tập là các bạn vẫn làm bài tập của bài 123 nhé. 123 nhé, vẫn làm bài tập 123. Bài tập của bài tập 123. Thôi. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Hôm nay nghỉ ở đây thôi. Điện thoại.